Kem học sinh thân mến, trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm. Đây là dạng toán ta gặp ở chương 3 Carbon Silic trong chương trình khoa học lớp 11. Và trong chương trình khoa học lớp 12 ta cũng gặp lại bài toán này trong chương kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất của chúng. Nội dung video gồm các phần như sau. Đầu tiên là tìm hiểu các kiến thức cơ sở nền tảng cho việc giải dạng toán. Trong dạng toán này có 3 đại lượng cần quan tâm là khí CO2, dung dịch kiềm chứa ion OH- và sản phẩm muối sinh ra. Ở các bài toán đơn giản thì ta sẽ biết 2 đại lượng và đề bài sẽ yêu cầu ta tìm một đại lượng còn lại. Thí dụ trường hợp thứ nhất là biết CO2 và OH-, ta có thể tính được lượng muối sinh ra. Trường hợp thứ hai, biết ion OH- và sản phẩm muối sẽ yêu cầu tính lượng CO2 tác dụng. Và trường hợp thứ ba là biết CO2, biết sản phẩm muối, yêu cầu tính ion OH- hay là tính bao giờ đã phản ứng với CO2. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ở phần đầu tiên, kiến thức cơ sở cho dạng toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm. Đầu tiên ta sẽ tìm hiểu về bản chất của phản ứng khi cho CO2 tác dụng với dung dịch kiềm. Tùy thuộc lượng CO2 và lượng ion OH- ban đầu nhiều hay ít mà phản ứng đầu tiên sẽ sinh ra muối axit hoặc là muối trung tính. Do đó ta có thể viết phương trình dạng tổng quát như sau. Tức là CO2 tác dụng với ion OH- có thể tạo ra muối axit hoặc tạo ra muối trung tính. Việc tạo ra muối nào như ta đang thấy tùy thuộc vào tỷ lệ phản ứng của CO2 với OH-. Hay nói cách khác, sản phẩm của phản ứng tùy thuộc vào tỷ lệ mol của CO2 và OH-. Do đó, để biết được sản phẩm sinh ra, ta sẽ lập tỷ lệ T là mol OH- trên mol CO2. Và do có 2 lần phản ứng nên bản khảo sát có 2 giá trị đặc biệt. Ở phần thứ nhất ta thấy mol OH- bằng mol CO2 tức là T bằng 1 và tạo ra muối axit HCO3 1-. Ở phần thứ hai, ion OH- gấp đôi CO2 tức là T bằng 2 tạo ra muối trung tính CO3 2-. Tiếp theo ta sẽ thiết lập công thức tính mol của các muối trong 3 trường hợp trên như sau. Trường hợp thứ nhất, khi T bé hơn bằng 1, ở vị trí T bằng 1 là mol OH- bằng mol CO2, phản ứng vừa đủ để tạo ra muối HCO3-. Còn khi T bé hơn 1, tức là OH- bé, CO2 thì lớn nên tạo ra muối axit và CO2 dư. Do có CO2 dư nên mol muối axit được tính theo mol ion OH-. Tiếp tục ta khảo sát với trường hợp thứ hai, với đầu mút bên phải T lớn hơn bằng 2. Ở thời điểm vị trí T bằng 2 là phản ứng vừa đủ để tạo ra muối trung tính. Việc tính mol muối trung tính dễ thấy sẽ bằng mol CO2. Khi T lớn hơn 2 thì cũng tạo muối trung tính và có ion OH- còn dư. Trường hợp thứ 3, T từ 1 tới 2 sẽ tạo ra 2 muối. Đây là trường hợp mà ta sẽ dùng lượng 3 giờ là nhiều nhất. Phía dưới là công thức tính mol của 2 muối. Đầu tiên, số mol muối trung tính bằng cách lấy số trên trừ số dưới trong tỷ lệ T, tức lấy mol OH- trừ mol CO2 2B trừ A. Thứ hai là công thức tính muối axit bằng cách lấy 2 lần số dưới trừ số trên 2 lần mol CO2 trừ OH- hay là 2A trừ B. Như vậy, việc giải bài toán ta sẽ dựa vào 3 khoảng trong bảng khảo sát như trên.
Lưu ý ở hai đầu mút T bé hơn 1 hay là T lớn hơn 2 sẽ có lượng dư. Còn trong đoạn từ 1 tới 2 thì các chất ban đầu phản ứng đều hết. Tiếp theo ta sẽ minh họa việc giải qua các trường hợp như sau. Ta bắt đầu với dạng thứ nhất. Ứng với trường hợp 1, biết lượng CO2, biết lượng OH trừ. Tức là khi đó ta sẽ lập được tỷ lệ T để biết sản phẩm muối. Và đề bài sẽ yêu cầu tính các sản phẩm muối sinh ra. Cụ thể với bài 1, cho 0,25 mol CO2 tác dụng dung dịch chứa 0,2 mol CaOH 2 lần. Khối lượng cá tủa thu được là. Như vậy đầu tiên ta sẽ lập tỷ lệ T là mol OH trừ trên mol CO2. Chất CaOH 2 lần 0,2 mol nên OH trừ là 0,2 nhân 2. Số mol CO2 là 0,25. Ta được kết quả T bằng 1,6. Giá trị 1,6 nằm giữa 1 và 2, do đó sẽ tạo ra hai muối. Muối HCO3 trừ và muối CO3 2 trừ. Ở đây do đề bài yêu cầu chỉ tính khối lượng kết tủa nên ta chỉ quan tâm tính số mol của muối trung tính CO3 2 trừ. Và như theo công thức, mol muối trung tính CO3 2 trừ ta sẽ lấy số trên trừ số dưới, tức là 0,4 trừ 0,25, ta được 0,15 mol. Kết tủa sinh ra sẽ là kết tủa CaCO3. Như vậy để tính được mol kết tủa ta phải quan tâm thêm số mol của ion Ca2 cộng. Theo như đề bài, mol ion Ca2 cộng chính là mol CaOH 2 lần là 0,2. Như vậy sự kết hợp của hai ion Ca2 cộng và CO3 2 trừ để tạo ra kết tủa được tính theo số mol ít hơn là số mol CO3 2 trừ 0,15 mol. Từ đó dễ dàng tính được khối lượng kết tủa. ML kết tủa CaCO3 là 100 nên khối lượng lấy 0,15 nhân 100 ta được kết quả là 15 gram. Bài số 2. Cho 0,3 mol khí CO2 vào 200ml dung dịch NaOH2M. Khi phản ứng kết thúc, đem cô cạn dung dịch thu được A gam muối khan. Giá trị của A là. Đầu tiên ta cũng sẽ lập tỷ lệ T là mol OH trừ trên mol CO2, tức là 0,4 trên 0,3, 4/3, 1,33. Thì giá trị này cũng lớn hơn 1, bé hơn 2 nên tạo ra hai muối. Muối trung tính CO3 2 trừ hay là Na2CO3 bằng cách lấy số trên 0,4 trừ số dưới 0,3 ta được 0,1. Muối axit HCO3 trừ hay là NaHCO3 lấy 2 lần số dưới 2 nhân 0,3 trừ số trên tử số là 0,4 ta được 0,2. Hoặc muối thứ hai, muối axit này ta có thể tìm được mol thông qua bảo toàn C. Tổng mol C ban đầu là 0,3, nằm trong muối đầu tiên 0,1. Như vậy còn lại ở muối thứ hai là 0,2. Sau khi biết mol mỗi muối, ta sẽ tính ra khối lượng mỗi muối bằng cách lấy số mol nhân giá trị M lớn tương ứng, ta sẽ được kết quả là 27,4 gram. Ta có thể nói qua cách thứ hai để giải bài toán này theo quan điểm của phản ứng trung hòa. Mol khí CO2 là 0,3, đó là cũng là mol của H2CO3 sinh ra khi cho CO2 vào dung dịch. Như vậy ta sẽ có mol ion H cộng là 0,6. Trong khi mol OH trừ hay NaOH là 0,4. Như vậy khi trung hòa ta sẽ còn dư 0,2 mol H cộng. Do đó trong dung dịch thu được có mol H cộng là 0,2. Mol Na cộng giống như ban đầu là 0,4.
và mol CO3 2 trừ bằng mol CO2 là 0,3. Muối khang thu được có khối lượng chính là khối lượng của các ion trong dung dịch. Do đó dễ dàng tính được khối lượng của muối bằng cách lấy khối lượng của hydro 0,2 nhân 1 cộng khối lượng natri 0,4 nhân 23 cộng khối lượng gốc CO3 0,3 nhân 60, ta được kết quả 27,4 gram ở đáp án D. Bài thứ 3, dẫn 3,36 lít CO2 điều kiện chuẩn vào 200 ml dung dịch hỗn hợp chứa 2 bazơ NaOH và BaOH 2 lần, yêu cầu tính khối lượng kết tủa thu được. Điểm khác của bài số 3 so với các bài trên là dung dịch bazơ chứa 2 bazơ. Như vậy, ta sẽ tìm mol OH trừ tổng cộng. Việc đổi số liệu ra mol như sau. Số mol CO2 là 0,15. Số mol OH trừ được thực hiện bằng cách lấy tổng nồng độ và nhân thể tích là 200 ml, thể tích dung dịch. Như vậy, mol ion OH trừ bằng 0,1 của NaOH cộng 0,5 nhân 2 của BaOH 2 lần, và tổng này sẽ nhân thể tích dung dịch là 0,2. Ta được kết quả 0,22 mol. Tiếp theo, ta sẽ lập tỷ lệ T là 0,22 trên 0,15 bằng 1,46. Thì giá trị này bé lớn hơn 1 và bé hơn 2. Do đó cũng tạo ra 2 muối. Đề bài yêu cầu tính khối lượng kết tủa là muối trung tính BaCO3, nên ta chỉ quan tâm việc tính mol muối trung tính CO3. Và như ta biết, tính mol muối trung tính bằng cách lấy số trên 0,22 trừ số dưới 0,15, ta được 0,07. Trước khi nói mol kết tủa, ta cũng xem xét qua số mol của ion bari theo như đề bài là 0,1 mol. Như vậy, hai ion này kết hợp với nhau để tạo ra kết tủa BaCO3. Mol kết tủa sẽ tính theo số ít hơn 0,07. Từ đó dễ dàng tính được khối lượng kết tủa bằng cách lấy số mol nhân M lớn là 197. Ta được kết quả 13,79 ở đáp án A. Bài số 4. Hấp thụ toàn bộ 0,3 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,25 mol CaOH 2 lần. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam? Quan sát đề bài, ta thấy ta đang cho CO2 vào trong dung dịch CaOH 2 lần. Hiển nhiên, bình chứa dung dịch CaOH 2 lần sẽ được tăng khối lượng, đó chính là khối lượng CO2. Nhưng do phản ứng có sinh ra kết tủa CaCO3, như vậy có thể làm thay đổi khối lượng của dung dịch CaOH 2 lần ban đầu, do có chênh lệch giữa lượng cho vào là CO2 và lượng kết tủa tách ra. Như vậy, để biết dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam, ta sẽ so sánh giữa hai lượng này, chủ yếu là việc tìm ra khối lượng kết tủa tách ra khỏi dung dịch. Đầu tiên, ta cũng sẽ lập tỷ lệ T là 0,5 trên 0,3 được 1,66. Giá trị này lớn hơn 1, bé hơn 2, tức là cũng tạo ra 2 muối. Do chỉ quan tâm kết tủa, nên ta tính muối trung tính. Mol muối trung tính CO3 lấy số trên 0,5 trừ số dưới 0,3 được 0,2. Trong khi mol của C2 cộng theo như đề bài là 0,25. Do đó kết tủa tính theo số bé hơn là 0,2. Như vậy, khối lượng kết tủa sinh ra là 0,2 nhân 100 bằng 20 gram. Đây là phần khối lượng tách ra khỏi dung dịch. Trong khi khối lượng mình cho vào dung dịch là CO2 0,3 mol, tương ứng với 13,2 gram. Như vậy, ta thấy cho vào 13,2 gram
trong khi tách ra khỏi dung dịch là 20 g. Như vậy dung dịch sẽ bị giảm khối lượng, và phần giảm chính là chênh lệch giữa hai giá trị này. Ta được kết quả là 6,8, nên đáp án D được chọn. Bây giờ ta bắt đầu sang dạng thứ hai. Ứng với trường hợp là ta chỉ biết OH trừ và sản phẩm muối, không biết được số mol của CO2 nên không lập được tỷ lệ T. Cụ thể ta minh họa qua một bài như sau. Sục ít mol CO2 vào nước vôi chứa 0,15 mol CaOH2 lần, thu được 10 g kết tủa. Hỏi giá trị mol CO2 là bao nhiêu? Theo kết quả của bản khảo sát, do phản ứng sinh ra kết tủa, tức là có sinh ra muối trung tính. Như vậy, giá trị T để sinh ra muối trung tính là T lớn hơn bằng 2 hoặc T từ 1 tới 2. Đó là hai trường hợp có thể xảy ra. Như vậy, giả sử ta xét trường hợp thứ nhất, T lớn hơn 2, có sinh ra muối trung tính và ion OH trừ. Mol muối trung tính hay mol kết tủa sẽ bằng mol CO2 0,1. Vậy ta thấy các đáp án A, C, D đang thỏa mãn. Trường hợp thứ hai, khi T từ 1 tới 2 sinh ra hai muối và muối trung tính ta quen thuộc là lấy số trên trừ số dưới. Như vậy, muối trung tính CO32 trừ bằng kết tủa CaCO3 bằng cách lấy mol OH trừ 0,3 trừ mol CO2 là ít, ta được mol kết tủa 0,1. Giải ra được ít bằng 0,2. Như vậy, thấy đáp án C đang thỏa mãn. Do đó, trong dạng thứ hai, dạng tìm mol CO2, nếu đề bài không cho thêm dữ kiện gì thì sẽ có hai đáp án thỏa mãn ứng với hai khoảng giá trị của T. Tiếp tục là dạng thứ ba, hai trường hợp thứ ba. Trong trường hợp này đề bài cho biết mol CO2, biết sản phẩm muối, yêu cầu tính mol của ion OH trừ. Cụ thể bài đầu tiên cho dạng 3 như sau. Cho 112 ml khí CO2 điều kiện chuẩn, hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch CaOH2 lần, được 0,1 g kết tủa. Hỏi nồng độ mol của dung dịch nước vôi. Ta thấy đề bài đang cho số liệu về CO2 với số mol là 0,005. Mol kết tủa CaCO3 là 0,001. Như vậy, do không biết được ion OH trừ nên ta không lập được tỷ lệ T. Tuy nhiên, theo bài toán tạo ra kết tủa là muối trung tính nên ta cũng có hai cái khoảng giá trị của T. T lớn hơn bằng 2 và T từ 1 tới 2. Ta cũng xét cho hai cái khoảng giá trị này. Đầu tiên, khi T lớn hơn 2 sẽ tạo ra muối trung tính và ion OH trừ dư. Và ta có, như ta biết là mol muối trung tính sẽ bằng mol CO2. Quan sát đề bài ta thấy vô lý. Mol muối trung tính là 0,001, trong khi mol CO2 là 0,005, nên trường hợp này không thỏa. Tiếp tục là trường hợp thứ hai, với khoảng T lớn hơn 1, bé hơn 2. Đây là khoảng mà tạo ra hai muối và cũng sẽ có muối trung tính. Công thức tính trong trường hợp này là mol muối trung tính bằng mol kết tủa CaCO3 bằng OH trừ trừ CO2. Mol CO2 đã biết là 0,005. Từ đó ta dễ dàng tính được mol OH trừ là 0,006. OH trừ có trong chất CaOH2 lần. Như vậy mol chất CaOH2 lần sẽ là 0,003. Ta sẽ lấy số mol này chia thể tích dung dịch 200 ml hay là 0,2 lít để được nồng độ là 0,015 mm.
Do đó, đáp án D được chọn. Chúng ta tiếp tục trường hợp thứ 3 với bài thứ 2 tương tự để luyện tập. Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít CO2 điều kiện chuẩn, như vậy ta biết mol CO2 vào 2,5 lít BaOH2 lần nồng độ AM, như vậy là chưa biết mol của OH trừ. Thu được 15,76 gram kết tủa là BaCO3, đổi ra được mol, tính giá trị của A. Tương tự như bài 1, do chưa biết được mol OH trừ, tức ta không lập được tỷ lệ T. Tuy nhiên đề bài cho biết được lượng kết tủa sinh ra, tức có sinh ra muối trung tính và có hai khoảng T sinh ra muối trung tính. Trường hợp thứ nhất, khi T lớn hơn 2 thì sinh ra muối trung tính và OH trừ dư. Do OH trừ dư nên muối trung tính hai kết tủa BaCO3 được tính theo CO2. Và ta thấy điều này vô lý với hai số liệu mol BaCO3 là 0,08 khác mol CO2 là 0,12. Như vậy trường hợp thứ hai là T lớn hơn 1 bé hơn 2 sẽ thỏa. Đây là trường hợp tạo ra hai muối, muối trung tính và muối axit. Ở đây ta chỉ quan tâm về muối trung tính do sinh ra kết tủa. Và công thức của ta là mol muối trung tính bằng mol kết tủa bằng mol OH trừ trừ mol CO2. Từ đó tính được mol của em OH trừ là 0,2. OH trừ có từ chất BaOH2 lần nên suy ra mol BaOH2 lần là 0,1. Và dễ dàng tính được nồng độ bằng cách lấy 0,1 chia thể tích dung dịch là 2,5, ta được kết quả 0,04 m ở đáp án D. Như vậy đến đây ta đã tìm hiểu qua 3 trường hợp của bài toán CO2 dưới 3 giờ với các bài minh họa rất là đơn giản, phù hợp cho các đối tượng học sinh trung bình. Để nắm được cách giải của bài toán này, phần lớn ta sẽ giải theo các công thức có sẵn để tìm giá trị thứ ba chưa biết sau khi đã biết được hai giá trị mà đề bài cho. Hy vọng tất cả chúng ta nắm được các phương pháp giải này để hoàn thành yêu cầu nội dung dạng toán của chương thứ ba carbon silic, hay là trong chương kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất của chúng ở chương trình lớp 12. Thân ái chào các em.